chúng ta ra bên ngoài. Các bạn cũng biết là doanh nghiệp nó là một cái thực thể vô hình, đúng không? Cái thực thể vô hình giống như con ma ấy. Thì rất là thích cái câu của anh Phan Chí Hiếu là viện trưởng viện nghiên cứu pháp luật. Anh ấy nói là doanh nghiệp là như con ma ấy, nó không thể nhìn thấy. Mà bạn có thấy là học viện pháp chế IK thì hình thù nó như nào các bạn? Không, đúng không? Bởi vì nó chỉ là một cái thực thể do pháp luật sinh ra, thì nó gọi là pháp nhân. Đấy, thì doanh nghiệp là như vậy. Và khi mà doanh nghiệp để thể hiện cái sức tồn tại của mình thì nó sẽ phải thông qua các cái mối quan hệ ra bên ngoài. Ví dụ như là thuê người lao động này, ký kết các cái hợp đồng thương mại này, hoặc là tham gia các cái việc mà tranh tụng kiện tụng, đúng không? Nó là một thực thể nhưng mà nó được tham gia vào các cái quan hệ xã hội. Và từ đấy là người ta thể hiện, người ta thấy được nó. Người ta thấy được nó. Thì nó không có hình thù gì đâu, mà nó thông qua những cái những con người, những nhân sự, hoặc là thông qua các cái hoạt động chung để thể hiện rằng là nó đang tồn tại như thế.